Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với shopmonsu.com. Đây là địa chỉ giao bán app game ở trên kênh của mình. Thì ở trên website của mình, anh em có thể tìm mua những cái tựa game mà anh em mong muốn. OMG3Q, đấy, rất nhiều tựa game ở đây. Đa phần sẽ là OMG3Q là khá nhiều. Tại đây thì các bạn có thể lọc game để tìm những cái app OMG3Q mà các bạn mong muốn. Bấm vào đây sẽ có thông tin đầy đủ của chủ app để anh em có thể liên hệ và hỏi mua, giá cả đầy đủ, hình ảnh của app. Ngoài ra, nếu như anh em muốn giao bán app lên shop app của mình thì có thể liên hệ với mình bằng đường dẫn Facebook ở dưới phần mô tả video. Tất nhiên là mất phí rồi. Đó. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Mình nhớ âm game hơi to thì phải cho bé xuống tí nhá. Rồi ok. OMG3Q hiện tại bây giờ ở máy chủ Trung Quốc ấy thì nó mới có một bản update. Tuy nhiên thì cái thứ mà mình đánh giá đó là OMG3Q nó đang chết dần các bạn. Nó chết không phải là nó sập mà là nhà phát hành không quan tâm đến game nữa. Những cái hoạt động kiểu như là rất là bình thường từ trước đến giờ thì bây giờ nó không duy trì nữa. Từ đó trước đó là cái việc là trailer game, trailer tướng khi trước khi update. Rồi hình ảnh trước khi update, hé lộ hình ảnh tướng trước khi update. Rồi không thay đổi về hiệu ứng animation của tướng khi các lên các bậc. Đấy, còn bây giờ là không thông báo update luôn. Update thì game nó tự bảo trì xong rồi bảo trì xong là cập nhật gì, không thông báo mẹ gì hết. Người chơi tự tìm hiểu xem update gì. Tò mò cho nó chết đi kiểu vậy, khó chịu dã man các bạn ạ. Nó làm tôi nhớ đến OMG3Q version 1. Khi mà thời điểm mà OMG3Q version 2 là bản này này ra mắt thì khoảng tầm trong vòng 1 năm là con 1 nó bắt đầu nó gặp những trường hợp y hệt như này luôn. Update game vẫn update nhưng mà không thông báo, không có bất kỳ một cái thông tin gì cho người chơi hết. Gần như nó đẩy game đấy đi xuống luôn ạ. Tôi không biết tại 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 sao game lại phát triển con OMG version 3, con bản version 3 tôi thấy nó không hay mà con version 2. Tiếc một tí nhưng mà thôi, hôm nay tôi sẽ dịch cho anh em cái bản update này xem nó có những cái gì thú vị. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cái tính năng kiểu như là nhanh ấy. Một tính năng giúp cho các bạn hàng ngày các bạn online nó có thể nhanh hơn. Đấy, kiểu vậy. Tôi xem nào. Bấm vào cái nào, cái này dùng kiểu gì ta? Này tôi không biết cách dùng như nào nhưng mà hôm qua tôi có thử test thử bên bản Android, sao bản iOS này nó lại không dùng được. À đây đây, à cái này là nhận nhận rồi các bạn, tài nguyên này một ngày một lần nó sẽ tự động quét các cái hoạt động phụ hay những hoạt động dễ các bạn không thể đi hơn được. Đấy, các bạn đến được cái tầm đấy thôi thì ngày hôm đấy các bạn quét thì các bạn có thể bấm vào nó tự động quét hết sạch cho các bạn, tốn tài nguyên cho cái gì nó cho hết sạch. Đấy, EXP các kiểu. Đấy, cái này quên mất, hôm nay mình quét rồi nên mình không để ý. Bấm xong hết rồi. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Còn đây là tháp hay sao này. Đấy, một cái tính năng mới. Ngoài ra thì việc mua những cái vật phẩm ở trong shop nó cũng dễ dàng hơn khi mà các bạn có thể lựa chọn được những cái này không biết là update từ bản trước nào. Những cái ví dụ các bạn có thể cần mua tướng này chẳng hạn, tướng mua con điển vi chẳng hạn. Đấy, ô cái này nó hết cả lượt đi hàng ngày rồi. Là các bạn sẽ cắm chọn con đấy. Đấy, có thể các bạn sẽ được lựa chọn là mua bằng hồn tướng thôi hay là mua bằng cả 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 cái KNB. Đấy, giới hạn KNB là bao nhiêu hoặc là không chọn KNB. Các bạn tích vào tướng xong rồi các bạn bấm mua là nó sẽ tự động tìm, tự động làm mới mua đến khi hết lượt mua thì thôi. Kiểu kiểu vậy, tất cả các hoạt động đều làm mới như vậy. Rồi. Ở trong bản update này thì tôi thấy mấy ông chơi game để lộ ra cái thông tin đó chính là một số vị tướng như kiểu là Chu Du hay là Trương Liêu các kiểu. Nó đã mở cái tính năng update lên Khải Kim. Nhưng mà lại không có hình ảnh tướng. Nhưng mà trong bản update này cũng không có thông báo gì về cái câu chuyện là có nâng được Khải Kim của bọn đấy hay không. Thật sự là không có thông tin luôn, không biết được. Đấy, bởi vì chúng nó không có hình ảnh tướng của chúng nó luôn á, nên là khó quá. Rồi, còn trong bản update này thì có một cái mới update, đó chính là cái gọi là cái gì nhỉ? Skin các bạn, skin skin gì nhỉ? Skin điển điển tàng ở điển tàng điển tích gì đấy. Đấy. Đây. Đây là skin của con điển vi các bạn. Nhìn có một cái màu sắc gì đấy giống mẹ Chu Thái dã man mà lại phong cách điển vi mà nhìn như ảo hóa vậy. Ảo hóa nữ ấy.
ảo hóa phiên bản, đây gọi là ảo hóa phiên bản điển tích. Căng đét các bạn, mẹ cầm cái rìu của nó mẹ không biết đi đâu rồi, thành cái đồ như kiểu cuốn chú Thái cầm ấy. Đây là tạo hình của điển điển vi, nhìn cũng màu mỡ lắm các bạn. Ừ, nhìn màu mỡ lắm. Cái điển tàng này thì điển điển tàng khá là phổ, kiểu nó phổ phổ thông ấy. Ai cũng biết đây là cái điển tàng về kiểu cái vụ mà Trương, thằng Trương Tú nó xấu hổ vì vì Tào Tháo ép thím của Trương Tú làm thiếp ấy. Xong rồi Trương Tú mang quân đi đột kích cái doanh trại của Tào Tháo, xong rồi quả này Điển Vi đứng canh cửa, xong rồi mẹ một kiểu kiểu cân tim của Trương Tú ấy, xong rồi chết ấy. Đấy, nói chung là về cái điển tàng đấy, ông đọc Tam Quốc thì nhắc cái là các ông biết ngay. Đấy, nói chung là về cái điển tàng nó cũng đơn giản lắm, nó chả liên quan mẹ đến bộ skin kìa. Ừ, nhìn nó chả liên quan mẹ đến bộ skin luôn đấy. Chắc đây là cái cổng ở đây đứng canh cửa. Chả liên quan gì, nhưng mà bộ bộ này thì tôi thấy là cũng được, tạo hình được phết đấy. Bởi vì nhìn ở đây thì nó hơi bé ấy. Nhìn đây nó hơi bé, nhưng mà vào trong cái ấy này nhìn nó đẹp hơn này, nhìn nó nhìn cũng ngầu đét đấy, mẹ to 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 kiểu to tròn các kiểu ấy. À, hợp lý. Rồi bộ tiếp theo là bộ của Quan Vũ các bạn, ảo hóa của Quan Vũ. Đấy, địch mệnh Quan Vũ trước giờ mẹ hình rồng thì hiểu rồi, nhưng mà hình thằng Quan Vũ giờ đi với con gì này, con này tôi cũng không biết nó là con gì, không biết là địch mệnh chim gì đây mẹ, chịu đấy. Nhưng mà bộ này nhìn Quan Vũ cũng chất chơi người rơi lắm cơ. Ảo hóa phiên bản điển tàng các bạn. Lần đầu tiên tôi thấy một cái bộ skin Quan Vũ kiểu mẹ mang phong cách màu trắng như vậy luôn đấy, lạ mắt ra man. Cái điển tàng của bộ skin này cũng khá là phổ thông. Cái điển tàng mà Quan Vũ vượt năm ải chém 6 tướng ấy. Ờ đấy, liên quan đến cái điển tàng này, đây nó còn nêu cụ thể là 6 vị tướng bị chém luôn này: Khổng Tú này, Mạnh Thản này, Hàn Phúc này, Biện Hỷ, Vương Thực với lại Tần Kỳ. Đấy. À, đúng rồi, 6 tướng luôn. 1 2 3 4 5. Alo. Đúng rồi, 6 tướng. 6 tướng. Đấy, 6 con tướng bị chém. Năm ải chém 6 tướng, đúng rồi. Đấy. Đại khái là như vậy. Thục này. Đây skin đây. Nói chung là nhìn cũng đẹp. Đẹp thôi. Nhưng mà thật sự chưa review hết thì tôi cũng biết là cái bọn này giờ có ai dùng mẹ đâu. Chả có ai dùng cả. Nên là đẹp cũng chả thể làm gì. Cam Ninh. Tầm này mẹ mấy ông top có dùng mấy cái bộ này quái đâu. Đấy. Cái gì này? Mạnh. Cam Ninh gì đây? Mẹ dựa theo điển tàng Cam Ninh dấn thân vào DC à? Hóa thân thành Catman à, Catwoman à? Sánh vai cùng với Batman địch mệnh cân cả cái Gotham à? Tạo hình tư chả đi con cái mẹ gì đến lịch sử ạ, à? Sợ thật đấy. Mẹ có cái lịch sử là mẹ Cam Ninh mặc cái này không? Liên quan gì đến mèo? Hứ? Vâng, và còn cái điển tích nó ghi thì nó lại như này các bạn. Cam Ninh thuở thiếu thời thì rất là ngông cuồng đấy, và rất là thích làm việc nghĩa hiệp đấy, là người thích kết giao. Tuy nhiên là đối với thành phần quan lại thì nếu như ai mà tiếp đón kiểu nồng hậu thì Cam Ninh sẵn sàng xả thân giúp đỡ đấy. Qua núi vượt sông, vượt ngàn trắc trở đấy. Còn nếu như mà tiếp đãi kiểu xuề xòa và vớ vẩn thì thanh niên này sẵn sàng cho thủ hạ cướp tài sản, thậm chí là giết chết cả quan luôn. Nghe ám ảnh thực sự. Nhưng mà sau này thì Cam Ninh khi mà muốn lập nghiệp thì đã tu tâm đọc sách, học đạo lý để quay về làm quan. Tôi nhớ là làm quan cho thanh niên nào quên, mà Lưu Biểu à, hay là cái đéo ấy tôi quên rồi, lần đầu tiên thì phải đấy. Còn cái bộ skin này thì nó không liên quan với mẹ luôn, bộ skin này là nó không hề có một cái gì liên quan luôn đấy. Không có một chút gì liên quan đến Cam Ninh luôn đấy. Nhìn nó chỉ có anime thôi các bạn. Không quan đến Cam Ninh ở chỗ nào luôn, sợ thật đi. Chịu chịu chịu. Mẹ phân tích với bộ skin này đau đầu lắm. Tiếp theo ta đến với Vukat nào. Đây tạo hình của skin Vukat đấm này, nhìn cho nó rõ hình. Mẹ tính ra là bọn 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 này nó có skin rồi chứ, nó có skin điển tàng điển tích rồi chứ. Thế ta quái là chúng lại quay lại làm lần nữa. Mà skin cho mấy con tướng chả ai dùng, lạ thật. Bộ skin này thì
nó cũng là một cái điển tích, có lẽ là đọc Tam Quốc thì các bạn cũng sẽ biết, đó là cái việc mà Tôn Sách giết Vu Cát này, xong rồi kể vào cái đêm đó thì kiểu sấm chớp đùng 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 đấy, sấm chớp đùng đùng thì liên quan mẹ, sấm chớp đùng đùng thì mưa thì chắc cũng sấm đúng không, nhưng mà định mệnh có cả sương mù dày đặc đấy, xong rồi thi thể của Vu Cát biến mất này, xong rồi lính báo lại việc này Tôn Tôn Sách thì Tôn Sách bàng hoàng hoảng hốt này, kinh kinh sợ các kiểu đấy. Ngày không dám ăn, đêm không dám ngủ. Căn bản là vì thấy cái hình ảnh của Tôn Sách hiện lên ở trong gương với lại trên mặt nước. Mẹ nhìn nghe như kiểu là nhìn thấy hình ảnh của Tôn Sách hiện lên trong gương của trong mặt nước. Nghe như kiểu mẹ tương tư. Ồ, định mệnh crush Vu Cát à? Ảo thật đấy. Nhìn thấy như vậy là sợ. Ảo thật. Còn bộ skin này thì nó mang phong cách khá là thuần thuần quần rồi đúng không? Đấy, rất là đặc trưng luôn. Nhìn hoài để mạnh đội quả mũ rồi sao không cho quả mũ này tím luôn đi cho nó tông sệt tông mạnh, còn mũ mạnh cái vương miện thì màu xanh nhưng mà xét đồ thì màu tím mạnh ảo thật. À nó phải có cái màu xanh xanh gì đó nó mới giống decor các bạn ạ. Ở đấy cái kia là kiếm bây giờ lên mũ rồi. Mấy bộ skin này mẹ ngồi phân tích nó đau đầu, nó nói chung là nó không liên quan gì đến cái tạo hình đấy, thường thường skin điển tàng nó phải liên quan đến tạo hình nhưng mấy skin này thì không, làm ra thì bán thì có mấy ông nạp tiền nhưng mà chứ còn có tác dụng mấy ai đâu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái thần khí mới rồi đây, một cái thần khí mới các bạn, thần khí này tên là cái gì nhỉ, tôi dịch là cái gì ta, Ám Việt này, không động ấn. Thần khí không động ấn đấy, ngoài ra thì chúng ta sẽ nó sẽ update một cái tiên đồ thương điểm để tăng cấp à nó là một cái hoạt động các bạn. Nó là một cái shop shop à, shop ở trong này phải có một cái shop, có sao lại không có nhỉ, không phải nó có nói đến câu chuyện là nó có một cái shop mới để đổi những cái vật phẩm như kiểu tiên hồ lô, long hồn tiên, khải kim bảo ngọc, những cái để tăng 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 khải kim tướng với lại khải kim trang bị các kiểu các bạn ạ, nghĩa là nó có một cái shop mới, có một cái shop mới để các bạn kiếm và đi kèm là một cái hoạt động mới luôn ạ. Cái hoạt động mới để kiếm những cái vật phẩm này, như vậy là cái việc nâng cấp khải kim chúng ta có một cái hoạt động mới ở đúng rồi đây này. À ồ mùng 1 tháng 8 mới mở các bạn, mùng 1 tháng 8 mới mở, mùng 1 tháng 8 mới mở cái tính năng này. Vậy chúng ta sẽ có một cái hoạt động mới để mà mở những cái tính năng này, xong nó sẽ mở một cái shop. Tính năng này giúp cho chúng ta kiếm được cái nguyên liệu để mà tăng khải kim trang bị, tăng khải kim bảo vật, tăng khải kim tướng nó nhanh hơn. Ok hiểu. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái hoạt động, có lẽ là những cái hoạt động mà PK mới, chắc đây là cái hoạt động gì đây, hoạt động này là phi thăng thí luyện. Phi thăng thí luyện ok. Chúng ta sẽ có một cái gọi là tín vật của mỹ nhân, tín vật mỹ nhân à. Như vậy là sách mỹ nhân chúng ta sẽ có thêm một update một cái vật phẩm nó gọi là tín vật level 120 mở đây à. Mỗi con mỹ nhân ở trong một cuốn sách sẽ có một cái tín vật các bạn. Tín vật này có chỉ số các kiểu riêng hay sao, có rèn rèn tín vật các kiểu ấy. Hay phết nhở. Ồ đây là danh sách tín vật à, mỗi con có hai cái sao này, mỗi con sẽ có hai tín vật. Mẹ tính ra là game bắt đầu từ tướng Tam Quốc rồi mẹ sang mấy cái sách mỹ nhân nó kiểu được nâng cấp nhiều ấy nhỉ, sao không tập trung vào nâng cấp cái chiều sâu của game ấy để giữ chân người chơi đi, nâng cấp mấy cái này làm cái chó gì không biết, cày thật đấy, chả liên quan mẹ à, khó chịu ghê. Game bây giờ mẹ không buồn xem PK, buồn chán ngắt sợ thật chị. Hết rồi các bạn, vậy thôi, có mỗi vậy thôi. Lung Linh Ngọc ở trong shop rồi, có thêm Lung Linh Ngọc ok, chỉ vậy đó. Đấy là những cái update mới trong bản update tháng 7 này.
Nó không có một cái thông báo update gì luôn. Thật sự là tôi tìm không thấy luôn đấy. Đây là bài post của một cái người chơi ở trong game, người ta trải nghiệm bản bản cập nhật, sau đó là họ post những cái thông tin update lên. Đấy, chứ không có thông báo update ở trên WeChat hay là ở trên trang chủ có kiểu như thường lệ. Đấy, từ tháng này tôi thấy là không có rồi, tìm mãi không thấy. Còn việc khải kim mới thì chưa thấy update, có lẽ là cái việc mà một số ông test ra cái tính năng nâng cấp khải kim, nó chỉ là nó update trước thôi, nhưng mà nó chưa có trong bộ update chuẩn nên là nó không có cả hình ảnh luôn. Nên là chắc là sang tháng sau thì sẽ update cái đấy cho mọi người. Mình đoán là như vậy. Rồi, ok. Video này thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào và lại anh em các video tiếp theo. Sắp tới thì là cũng sẽ chuẩn bị sinh nhật của Omzibaku VNG đúng không? Thì mình cũng có inbox cho bên VNG rồi, hỏi là sắp tới sinh nhật thì có thể cho tôi xin một chút code để phát cho anh em chơi game cho nó vui vẻ. Thì bên đấy cũng ok rồi, nhưng mà hẹn hẹn là khoảng sang tháng 8 thì mới hỗ trợ được. Thì tôi cũng đã đợi đến tầm đấy rồi, tôi có code, nhưng mà code tôi làm video phát cho mọi người nha. Ok, video này mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào lại anh em các video tiếp theo nhá. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.